Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 22 tháng 2 2022, 2 giờ 2 phút 22 giây. Quốc Nghiệp và Hồng Tâm cũng như là Quốc Cơ và anh Vĩ Lâm sẽ lập một cái kỷ lục mới của kỷ lục Việt Nam cho Hồng Tâm. Đó chính là phá cái kỷ lục cũ 1 phút 13 giây. Và hôm nay con nghĩ là con sẽ đứng được bao nhiêu phút con? Dạ 7. Không, con chỉ cần phá 1 phút 13 giây thôi là con đã phá được cái kỷ lục cũ của con rồi, con hiểu không? Vậy thì bây giờ con đã sẵn sàng để cùng bà bá đi phá kỷ lục chưa? Dạ rồi. Yeah. Con quá người con chạy. Bây giờ mình mặc đồ vô, xong mình đi nè. Bên đây. Rồi, bên đây. Tốt lắm con chạy. Wow, hôm nay con chạy của bà bá quá lịch lãm luôn. Con hỏi mọi người đi, bên đây nè, có chữ Hung Tâm nè. Còn bên đây có chữ Việt Nam nè, giống như bà bá luôn. Dạ bà bá cũng mặc luôn. Dạ bà bá có chữ Việt Nam ở đây luôn. Dạ có chứ, có cờ Việt Nam nè. Yeah. Bà bá cũng có cờ Việt Nam. Bên đây chữ Việt Nam, bên đây chữ Quốc Nghiệp. Ok, chúng ta đi thôi con trai. Mình đi thôi con trai. Đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì làm việc tốt không? Dạ tốt. Vậy thì chúng ta đem khẩu trang vô thôi. Bà bá nói con nghe nè, hôm nay thi được hay không được không có quan trọng, miễn là con làm hết mình thôi, con hiểu không? Dạ. Ơ nha con gái nè, rất là tốt nha con trai. Dạ. Chúng ta lên xe rồi chúng ta đi nha. Con trai, con cố gắng mọi sức nha. Cố gắng hết sức nha. Con bà tin tưởng là con sẽ làm rất là tốt. Được hay không được không quan trọng, quan trọng là phải. Dạ phải hết mình. Và chúng ta có thể không giỏi nhưng nhất định chúng ta phải tiến bộ. Tốt con trai. Này, con có run không? Dạ không, con thấy rất là tự tin. Thiệt không? Dạ thiệt. Vậy con đã sẵn sàng bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ một ngàn. Wow, 1000% luôn hả? Rồi cố gắng nha. Nói chung là bà ba rất là thương con á. Con là người đàn ông mà bác cảm thấy tự. Dạ tự hào về con. Đúng rồi, và con là một người đàn ông rất là dũng. Dạ dũng cảm. Bà nói con nghe nè, bà rất là yêu con quá. Dạ và không có sự thay đổi. Nhớ nha con trai. Dạ. Sao con? Mình bị không có đi được á. Mình bị đông bệnh á. Sốt cho nên là cho mình mỹ ra nhà thôi ha. Cố gắng nha con trai ha. Con rất là thương em mỹ mỹ phải không? Con với em mỹ mỹ mãi mãi thương nhau cho đến khi. Đúng rồi. Tới nơi rồi đó con trai. Xin mời con trai. Rồi anh bắp ơi, anh bắp mặc áo vô giống Hồng Tâm kìa. Wow. Rồi hai bạn ôm nhau một cái. Ôm nhau một cái.
Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay Hùng Tâm và Vĩ Lâm đã có mặt tại khách sạn này. Còn bác cơ thì đang đi gửi xe. Gửi xe xong thì sẽ vào trong đây. Thì hôm nay có ông bà nội nữa thì đến đây để cổ vũ. Và sẽ có rất là nhiều người để cổ vũ cho con hôm nay. Con biết không? Cho nên các bạn là phải cố gắng làm hết sức. Hết sức mình nha. Dạ. Có hiểu không? Ôm nhau một cái nào. Cuối cùng là cố gắng nha. Rồi, xong. Chúng ta sẽ cố gắng sẽ phá được kỷ lục. Ok không? Ok không? Sẽ một cái. Đi cuộc tu. Ủa, cô lên đi. Cổ vũ anh hai hả? Má về sớm nhưng mà má thấy thương anh hai quá, má đón thì mía cả tội nghiệp anh hai, mà nặng chắc anh hai bất ngờ. Trời ơi, đi cô phụ anh hai mà ngủ vậy con. Cảm ơn Mì Mí đã lên cổ vũ anh hai nhé. Thôi đừng la, em thịt em dậy nha. Tội nghiệp, không lên lứa thôi. Mì Mí dậy thôi. Em Mì Mí tới đây cổ vũ anh hai đúng không? Hả? Chúc anh hai làm được tốt. Sao anh bắt nói gì với em Mì Mí? Dạ em Mì Mí đâu có đúng được đâu. Mà Hùng Tâm nói là em Mì Mí đứng. Vậy một lát nữa ai đứng? Không phải, Mì Mí đứng chân được. Mì Mí đứng chân được, Mì Mí có đứng tay được không? Dạ không, Mì Mí đứng chân được. Vậy một lát nữa ai sẽ là lập kỷ lục Guinness? Dạ con với Hùng Tâm. Ồ, hai bạn có cố gắng không? Dạ có. Tại anh bóc lóc không? Hùng Tâm, tại vì Hùng Tâm, tại vì chú Nghiệp là em. Chú Nghiệp là em của bà bá. Hùng Tâm biết chưa? Anh nói là anh bóc là anh. Hùng Tâm biết chưa? Còn Hùng Tâm là? Đúng rồi, cho nên là không có thể nào là hai anh được, con hiểu không? Dạ, tại sao là con anh bắt tuổi bằng con? Thì hai bạn sinh ra bằng nhau, nhưng mà bà bá là em của bác cơ. Nhưng hồi xưa, Hùng Tâm giữ lớn hơn anh bắt. Hùng Tâm là anh mà, bây giờ anh bắt là anh rồi. Đúng rồi. Hồi xưa Hùng Tâm là anh, bây giờ tới lượt anh bắt là anh. Xong rồi tới lượt Hùng Tâm là anh, tới lượt anh bắt là anh, đúng không? Không. Anh bắp lớn hơn, đã bắp sẽ là anh mãi mãi. Hùng Tâm biết chưa? Hiểu chưa? Tâm hiểu chưa? Nhưng hai người bằng nhau thì phải chết. Chết à? Không, không có chết gì hết á. Xù xì hộ mít lùi cho ăn no té địch. Chưa. Bạn nào địch hãy nói. Bạn này nghe chính là bạn này. Bạn này đến. Ba mươi giây. Một phút 12 giây. Đây là cái đầu cổ. 1 phút 30 giây. 2 phút. 2 phút 30 giây. Chúng ta có đây là con nha. À, đây là hình ảnh sau khi mà anh hai Hùng Tâm lập kỷ lục xong. Anh hai quá mệt bởi vì đã dùng hết sức của mình, hơn 200% sức của mình. Quá giỏi con trai, chúc mừng con nha. Một lát nữa con về là con sẽ được phần thưởng một cái món quà của bà bá mà má tặng nha. Còn em Mì Mí có vui không khi mà anh hai tặng kỷ lục cho con? Dạ vậy hả?
con có lập kỷ lục không? Dạ có. Con lập kỷ lục gì? Kỷ lục quậy nhất Việt Nam đúng không? Dạ. Ừ. Rồi, con chúc mừng anh hai đi. Hôm nay con thi kỷ lục xong rồi, con cảm thấy như thế nào? Dạ con rất là vui. Tại sao vậy? Dạ con rất là vui khi đã vượt lên với mình. Con rất là biết ơn bà bá. Tại vì hàng ngày đã cùng tập luyện với con hàng ngày. Dạ con biết, dạ con biết ơn mọi người đã xem con với lại anh Bắc. Thi đúng không thi con? Thi đấu. Ôi giời. Cảm ơn tất cả mọi người vì hôm nay là Hồng Tâm và anh Bắp đã làm rất là tốt. Và con sẽ được một cái phần thưởng gì, con nhớ không? Dạ, là một, dạ là chiếc xe. Dạ, con cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Và mọi người ơi đừng quên. Và mọi người ơi đừng quên đăng ký thì cũng quốc nhật lọc đây official để xem được nhiều video thú vị nữa nha. Họ được đi nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Tiếp theo nha, bye bye.